Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã ủng hộ khóa học Wharton là văn phòng của Đài Tin Học. Thì những phím tắt luôn có vai trò trong việc giúp mình thuận tiện trong quá trình soạn thảo văn bản và được mọi người thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, chỉ có một số lượng nhỏ người dùng Word hiểu về phím tắt ALT, trong khi cái công dụng nó đem lại thì lại rất là lớn. Vậy thì ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ muốn cùng với mọi người đi tìm hiểu về phím tắt điều hướng ALT ở trong Word nhé. Thì khi mà mình ấn vào nút ALT ở trên bàn phím ấy, đó, khi mình ấn này, thì mọi người để ý nó sẽ xuất hiện gọi là các chữ cái nhỏ màu đen này đấy ở trên cái thanh công cụ Ribbon. Thì các chữ này nó sẽ tương ứng với các phần đấy, các thao tác ở Word. Ví dụ như là khi mình ấn vào F thì nó sẽ vào tab File này, ấn vào H là tab Home, N là tab Insert, đấy là kiểu ví dụ như là tab W và tab View đi. Ví dụ nhé, khi mà mình ấn vào H này thì nó sẽ mở cho mình tab Home và nó sẽ tiếp tục xuất hiện các chữ cái tương ứng với từng công cụ một. Đấy, mình mà muốn dùng công cụ nào thì hãy ấn vào cái chữ cái đấy, hoặc là kiểu cái số tương ứng là được. Giả sử giờ đây nhá, mình sẽ muốn gọi là căn này đều đoạn văn bản này đi, thì mình bôi lên đoạn văn bản này, sau đó mình ấn Alt, mình muốn căn này đều là mình phải vào tab Home đúng không? Đấy, mình ấn H để vào tab Home này. Và giờ đây nhá, mọi người để ý này, cái chữ cái của căn này đều nó sẽ là AG, thì mình sẽ ấn hai phím A và G cùng một lúc, đó là lập tức đoạn văn bản này nó sẽ được thành căn này đều ngay. Hay là ví dụ nhé, dưới đây này, mình ấn Alt, rồi kiểu mình ấn P để vào tab Layout đi. Đó, vào tab Layout này. Sau nó hiện các chữ cái tương ứng với các công cụ ở tab Layout. Và giả sử này, nó kiểu nếu mà trong trường hợp mọi người muốn quay lại, để mình muốn quay lại các tab, thì mọi người hãy ấn vào phím Escape ở trên bàn phím của mình nhé. Đấy, cái phím nó có tên là ESC ở trên bàn phím mọi người. Đấy, ấn Escape để mà nó quay lại. Và đồng thời nhé, với cái phím tắt điều hướng Alt ấy, thì mỗi phiên bản Word nó sẽ kiểu nó mỗi phiên bản Word khác nhau thì nó sẽ có thể thay đổi các phím tắt này, mặc dù thì kiểu đa số các phím tắt thì vẫn giống nhau thôi. Và ngoài ra nhé, mọi người ấy còn có thể thêm cho mình các công cụ vào trong cái thanh gọi là Quick Access Toolbar, để ở đây này, để cái thanh này. Ở trong cái trường hợp ấy, mọi người muốn các phím tắt Alt đến các công cụ ấy là nhanh nhất, ví dụ như là công cụ Undo này, để mình để này, giờ đây mình chỉ cần ấn phím hai phát là lập tức nó đã kiểu hiện lên cái phần Undo cho mình luôn. Đó, thì kiểu nếu mà mọi người mà muốn sử dụng công cụ đó nhanh, để thường xuyên sử dụng, thì mọi người có thể thêm vào trong này nhá. Và ngoài ra ấy, thì ở trên cái thanh Quick Access Toolbar này thì các công cụ ở đây nó đều sẽ có cái phím tắt Alt riêng, đấy nó tương ứng với các con số, đấy, tương ứng với các con số để mà thuận tiện cho việc mình thao tác. Và đó là cách mình sử dụng các phím tắt điều hướng Alt ở trong Word. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video này và hẹn gặp lại mọi người ở trong các video tiếp theo của Đài Tin Học nhé.